sau thời gian dài thua lỗ, ông Vân bắt đầu có lãi với đàn heo này. Tuy nhiên, do giá cả lên xuống thất thường trong thời gian gần đây, nên ông Vân chưa dám tái đàn chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới. Không có đâu, đây sư vực này không ai tăng đâu. Bởi vì cái lượng mần bột nuôi heo này không có nào dám nuôi nhiều đâu. Con heo á là mình nuôi ví dụ như bình quân lên mua đây á, thì nó ví dụ 7 tháng đi. Nhưng mà như mấy năm trước là nó ra tới 8 9 tháng nè. Bởi mình không có chú trọng thêm cái thức ăn cám tấm rồi thêm. Giá này không hấp dẫn thì nó mình không ham luôn. Còn bây giờ thì giá này hấp dẫn nè, cho nên là mình chăm sóc nó nhiều hơn. Đó, thuốc men này cũng đàng hoàng hơn cái mấy hồi năm ngoái. Theo một số hộ chăn nuôi có kinh nghiệm thì giá heo trong nước chịu tác động mạnh của giá heo nhập khẩu. Trong khi giá thành chăn nuôi trong nước thì cao, giá thức ăn thì biến động nên người nuôi chịu nhiều áp lực. Nghe thông tin heo đang sốt giá nhưng ông Điểm vẫn e ngại. Chợ ông nhập hàng vô là thua, hàng nước ngoài có 28, 30 chục ngàn, 32 ngàn. Nhập vô là mấy chăn nuôi thua. Nếu đừng nhập thì còn được, mình sống được 5-2 năm nữa, tái đàn mới kịp. Bỏ vốn heo giống với phần thức ăn thì cũng lên, cán tắm lên. Nếu giá trên 4 triệu mới có lời chút đỉnh cho dưới là thua, không bình ổn giá cái là nông dân thua ngay liền. Hiện tổng đàn heo trên địa bàn thành phố Sa Đéc là gần 20.000 con. Ngành thú y địa phương cho biết bà con nên cân nhắc thật kỹ trước khi tái đàn. Trước tình hình dịch tả đang bùng phát tại Trung Quốc, nguồn heo nhập khẩu giảm mạnh đã tác động đến thị trường heo trong nước. Hiện giờ là họ chưa có mạnh dạn tái đàn, chỉ có cái là người ta chỉ chăn nuôi có cảm giác như là nó phù hợp với cái nhu cầu của cái dịp cận Tết thôi. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân là chúng ta nuôi ở quy mô vừa phải và bắt con giống ở cái nơi mà đảm bảo cái an toàn sạch bệnh. Và con cái nữa là trong quá trình nuôi thì chúng ta phải áp dụng cái biện pháp tiêm phòng những cái bệnh truyền nhiễm bắt buộc, đồng thời là tiêu độc định kỳ, sát trùng định kỳ để có cái nguồn thực phẩm tốt cho phục vụ cho người dân. Bài học thời gian qua cho thấy khi giá heo hơi tăng cao, bà con lại ồ ạt tái đàn với số lượng lớn để rồi giá heo lại rơi xuống đáy. Câu chuyện cung cầu rất cần được cân nhắc thận trọng trước khi quyết định tăng đàn.